Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Theo sự phát triển của công nghệ thì các ngôi sao cũng có thể trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ. Và thông qua các phần mềm trò chuyện hay là mạng xã hội thì họ có cơ hội để trò chuyện và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người hâm mộ để gắn kết mối quan hệ này thêm bền chặt. Thế nhưng thì cũng có đôi lúc các ngôi sao sẽ rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị chính fan ruột hắt hủi và cấm cửa khỏi fandom. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu đó là những ngôi sao này nhé. Thứ nhất, Lộc Hàm. Lộc Hàm nổi tiếng là chàng nam thần rất cưng chiều người hâm mộ, thích tương tác với họ. Khi thần tượng bước sang tuổi 30, fandom của chàng tài tử cũng tổ chức hoạt động chơi game ăn mừng rầm rộ với sự tham gia của hàng ngàn người. Lộc Hàm chính là một trong những người hưởng ứng nhiệt tình nhất, thậm chí dành ra khoảng thời gian trống để được chơi game cùng fan. Kết quả anh chàng vừa mới lộ diện đã bị quản lý đá thẳng ra ngoài nhiều lần, lý do là vì Lộc Hàm không làm theo quy định, không đăng ký tài khoản trước. Ngày ăn mừng sinh nhật của mình, mỹ nam Trạch Thiên Ký đành ngậm ngùi làm khán giả xem fan vui vẻ với nhau. Thứ hai, Đổng Nham Lỗi. Đổng Nham Lỗi nhờ tham gia một show thần tượng mà được khán giả chú ý và yêu thích. Xét về thực lực thì anh chàng không phải là người tài năng nhất, nhưng nhờ tính cách thân thiện, đáng yêu và gần gũi mà rất được lòng các cô gái trẻ. Bản thân Đổng Nham Lỗi cũng nổi tiếng vì rất cưng chiều fan, thường xuyên trò chuyện với họ. Chẳng ai ngờ được cũng vì quá nhiệt tình mà anh chàng bị đuổi khỏi nhóm trò chuyện. Nguyên nhân được đưa ra chính là Đổng Nham Lỗi hoạt động năng nổ quá khiến mọi người ôm máy cả ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Cách giải quyết đơn giản và hiệu quả nhất chính là tống cổ kẻ gây chuyện ra khỏi nhóm. Thứ ba, Dương Tử. Dương Tử cũng nổi tiếng là cô nàng hướng ngoại, vui vẻ và rất thích tương tác với fan. Trong một buổi phỏng vấn thì cô nàng thừa nhận là mình rất thích tham gia vào các nhóm trò chuyện riêng của fan để gần gũi với mọi người hơn. Tuy nhiên không phải lần nào người đẹp cũng được chào đón. Có một lần thì Dương Tử vô nhầm hội chuyên tham gia các bảng bình chọn tăng số liệu truyền thông cho thần tượng. Chê cô nàng chỉ vào chơi không mà chẳng hoạt động năng nổ, không cống hiến cho nhóm, một fan đã thẳng thừng tuyên bố: sao bạn vào mà không chịu bình chọn, đẩy số liệu gì vậy? Nếu thế thì tạm biệt. Người này sau đó đã đá Dương Tử ra khỏi hội để không gây ảnh hưởng xấu đến các thành viên khác. Thứ tư, Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên dù còn trẻ nhưng nhờ tài diễn xuất cùng các tác phẩm điện ảnh chất lượng mà được nhiều cô gái trẻ yêu thích. Bản thân anh chàng cũng có tính cách thẳng ruột ngựa, lại thật thà nên thường xuyên đẩy mình vào những tình huống oái oăm. Cách đây không lâu thì các thành viên trong nhóm fandom của Lưu Hạo Nhiên nảy sinh bất hòa về quan điểm và tranh cãi khá lớn. Lo lắng cho fan, Lưu Hạo Nhiên vội vàng gia nhập để hòa giải. Kết quả mới vào, chàng tài tử đã bị quản lý đuổi ra ngoài, lý do là người ta chê anh chàng còn nhỏ tuổi hơn họ. Em còn nhỏ tuổi, mấy chuyện nhỏ như thế này bọn chị giải quyết được. Thứ năm, Ngụy Đại Huân. Ngụy Đại Huân được coi là ngôi sao đăng lên của các show truyền hình vì tính cách năng nổ nhiệt tình và tài ăn nói hóm hỉnh. Nhờ ưu điểm này mà anh chàng và người hâm mộ thân thiết như người nhà, chẳng bao giờ phải nể nang hay ngại ngùng. Có một lần thì fandom đã đủ chỉ tiêu số lượng thành viên nhưng vẫn có không ít người đăng ký và năn nỉ được gia nhập. Rất nhiều fan chê Ngụy Đại Huân chiếm chỗ mà không làm được gì, đề nghị anh chủ động nhường vị trí cho người khác. Lúc ấy thì Ngụy Đại Huân còn tưởng fan đùa nên thách thức, trừ khi bị đá chứ đừng hòng dụ tôi ra. Không ngờ quản lý đã thẳng tay xóa tên nam thần tự thật. Còn bạn thì bạn thấy những câu chuyện trên như thế nào và đừng quên để lại cảm nhận của bạn cho chúng mình được biết nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.